Để vô tay vô lớn nha. Anh Phượng chờ mình với nhóm này nè. Nó đợi anh sẵn giờ. Thì trước khi Thành phố Hồ Chí Minh có được bàn thứ 2 và thứ 3 thì họ chơi khá là bế tắc. Thì ông cho rằng đây là chiến thuật của đội hay là Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là thiếu cái ý tưởng trong cái chơi tấn công? Hôm nay nhìn cầu thủ hai đội mà chơi nó không có được bốc lắm. Theo Vinh Hoàng liệu cái mật độ thi đấu nó dày, thì chúng ta vừa đá cuối tuần mà quay lại giữa tuần đá nó ảnh hưởng thế nào đến trận đấu này? Giải năm nay thì có vẻ như Đô Lu bắt nhịp hơi chậm và với sự hòa nhập của chỉ đạo còn lại hai kia thì cũng chưa được mong đợi. Thì ông có giải pháp gì ở những cái vòng đấu tới để có thể là có cái sự thay đổi của những đội này? Trong sáng nay chúng tôi chưa phải thay đổi cả. Khi chơi thì hầu như chúng tôi biết được sự nguy hiểm của những đội hầu như là không phải phong tỏa các vị trí mình chơi là sự quan điểm của đội Trước trả lời câu hỏi, tôi chỉ muốn nói cái lý do hôm nay chúng tôi chiến thắng là nỗ lực của các học trò của tôi. Hôm nay rõ ràng là các học trò của tôi cho mỗi người thấy một lần nữa cái văn hóa và bóng đá của thành phố như thế nào. Chúng tôi không phải theo kết quả của trận đấu mà chúng tôi luôn đoàn kết trong sân, là một tập thể rất mạnh. Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn cho các học trò của tôi. Trước trận đấu này thì ông đánh giá sức mạnh của Viettel như thế nào, đó là có giải pháp gì để có thể khắc chế sức mạnh của đối thủ? Viettel 좀 장난점 실패하셨는데 또 어떻게 Viettel을 극복해 주는지 앞으로 지난 경기 광민, 지알라이, 찬호와 이렇게 Viettel 경기를 영상으로 봤는데 상당히 좋은 팀이라고 생각이 됐고, 일단 우리 선수들이 어떤 전략적으로 물론 준비도 잘 됐지만 선수들이 지난 경기에 언론을 통해서 우리 선수들이 기가 많이 죽어 있었는데 그걸 일단 선수들의 기를 살려놔야 되겠다고 생각합니다. 아, thực khi chuẩn bị trận đấu thì biết là chúng tôi không có làm gì cả. Chúng tôi khi chuẩn bị các trận đấu là chỉ xem lại cái video của đối phương. Mà khi chuẩn bị trận Viettel là chúng tôi không phải chỉ xem cái trận vừa rồi về Thanh Quảng Ninh mà xem mấy trận Viettel đã, và thấy rõ ràng là Viettel các mỗi trận đó là có một hai vị trí là cũng thay đổi, mà tôi và các trợ lý của tôi cũng chuẩn bị tốt, chuẩn bị kỹ, tại vì khi có một quả thua ở cái trận đấu derby thành phố, tinh thần của cầu thủ của tôi là cũng không tốt lắm, và tôi cũng biết là báo chí ở biết như thế nào, có nhiều báo chí nói là tại sao có cầu thủ nào cầu thủ kia mà không đội. Nên là cầu thủ của tôi thực sự là mấy ngày vừa là cũng bị tâm lý quá nặng. Mà trước trận đấu ngay tôi nhắc cầu thủ thôi, bóng đá chuyên nghiệp như thế, có kết quả tốt, có kết quả không tốt, nhưng khi đá một trận đấu xong chúng tôi phải tập trung lại và làm lại thôi. Là tôi hôm nay là chỉ muốn đánh giá cao về cái thay đổi của các học trò của tôi. Việc không sử dụng Phi Sơn cùng Nguyễn Công Phượng thì đây là chiến thuật của trận đấu này, hay là việc ông tạo ra cho Công Phượng nhiều đất dễ hơn trong những trận phản công của mình? 일단 오늘 공격적으로 상당히 이제 많이 한 경기만에 많이 좀 좋아진 모습을 또 보여줬고요. 또 오늘 이제 거기 써니 이제 선발을 나가고 이제 풍이만 선발을 나갔는데 이게 또 전술적인 부분이었는지 감독이 아니면 또 어떤 이유에서도 이 두 선수를 오늘 따로 기용을 하셨는지 좀 궁금하다고. 오늘 사실은 걱정도 많이 했는 것 중에서 하나가 오늘 때까지 아민도의 플레이가 조금 본인도 마음에 들지 않다고 생각을 하고 있었는데 아민도가 오늘 상당히 많이 역할을 해줬고, 써는 하이폰 경기를 통해서 뭐 스트라이크나 공격 쪽에 있는 선수들이 뭐 완전한 찬스에서 늘 수도 있고 실패할 수도 있는 상황인데 그 상황에서 지금까지 상당히 개인적으로는 상당히 마음의 부담을 가지고 있었던 것 같아서 일단 한번 본인한테 시간을 좀 벌어주려고 일단 오늘 후반에 언제 타이밍을 잡아서 투입을 해야 되겠다고 생각을 했고, 성인은 오늘 상당히 뭐 수비에 부담을 좀 더 줬는데 오늘 중간에 조금 힘들어했지만 일단 홍이도 잘 soal을 해낸 것 같아요. Hôm nay cái quan trọng là tiền đạo Amido, hôm nay cũng cái phong độ của tiền đạo Amido rất tốt, anh này đã tốt hơn mấy trận trước. Và các chơi về Phi Sơn, các bạn cũng biết khi trận đá với Hải Phòng ở sân Hải Phòng, khi không ghi bàn thì tưởng là dễ là anh này bị tập quá nặng. Và trong tuần này là tôi cũng cảm thấy là cho anh này thoải mái, mà trước trận đó là tôi cũng cảm giác là thời điểm này không được sử dụng một sân trước, tại vì có thể là anh này vào hiệp một mà không đá tốt nên anh này bị tập lý nặng hơn. Nên là tôi phải biết đọc tâm lý của các học trò của tôi, và tôi luôn luôn muốn các học trò của tôi thoải mái và cũng là đấy là một phong độ tốt. Và Phường thực sự hôm nay có một bàn thắng, nhưng trong trận đấu hôm nay là Phường có áp lực về phòng ngự, tại vì trước ra xem tôi yêu cầu Phường là phải cố gắng về phòng ngự, mà trong trận đó là tôi cũng thấy Phường cũng mà không theo hết cái yêu cầu của bóng này, nhưng anh này khi đá nhiều hơn, anh này đang cố gắng là theo cái đối trường của đội, nên là tôi hôm nay rất vui về cái phong độ của các học trò. Với Huy Toàn, liệu cái lối chơi đơn giản của bạn ý thì có phải là sẽ là cái chìa khóa giúp đội bóng là chúng ta? Tôi nhiều, tôi nhiều. 상당히 좋은 모습 보여줬네요. 어떤 게 좀 더 또 하냐고 많이 해야 될 것 같아요. 친구도 도와주는 또한이 개인적으로 도와주는 일단 팀에 오면서 또한 개인적인 선수의 어떤 사항은 일단 머리도 두뇌도 있는 것 같고 기술도 있는 여러 좋은 점을 많이 갖추고 있다고 판단을 했는데 더 중요한 거는 이 팀을 옮기면서 본인이 어떻게 보면 팀에 적응하면서 좀 자신감 그전에 있던 팀에서 조금 기회가 적었었는데 그런 부분에서 본인이 좀 많이 위축이 돼 있었던 것 같아요. 4년을 했는데 지금까지도 투입했다가 뭐 교체해서 빼고 이렇게 여러 가지 기회를 줬었는데 오늘은 상당히 본인 하겠다는 의지나 팀 전체가 그랬지만 오늘 경기를 통해서 상당히 자신감을 찾아오는 것 같아서 또 그거 하나 상당히 얻는 것 중에 하나라고 생각합니다. Khi chúng tôi ký hợp đồng về Mỹ Vân, tôi cũng biết là anh này là cầu thủ như thế nào. Anh này có chuyên môn, anh này là của đội tuyển quốc gia, anh này có cái đầu. Nhưng khi anh này về câu lạc bộ Thành phố, anh này thiếu một cái là sự tự tin. Nên là các trận đấu khác là tôi có lúc nào là do đá trước và đá sau thì anh này tự tin lại. Và đầu năm là anh này cũng chưa hiểu lối chơi của đội được, mà hôm nay thấy rõ ràng anh này hiểu lối chơi, phong độ của anh này cũng tốt. Hôm nay không phải là chỉ về Mỹ Vân. Là tất cả 29 cầu thủ trong danh sách của chúng tôi hy vọng kết thúc trận đấu hôm nay được tự tin lại, được lấy phong độ tốt hơn và mình chỉ có 4 ngày để chuẩn bị trận xung Nam Nghệ. Là tôi và các học trò và các trợ lý của tôi sẽ cố gắng chuẩn bị trận sau. Chia tay Alex Alex 계약 해지했다는 얘기가 이제 언론에 나왔는데 그리고 팀에 영향을 끼치는 부분이 있는지 좀 궁금하다고. 팀에 뭐 영향을 끼치는 것보다 일단 본인이 베트남의 어떤 적응하는데 상당히 힘들어했고 또 개인적으로는 가정의 여러 가지 상황들 때문에 본인이 계약을 해지하겠다 해서 한두 번 말도 했지만 본인이 적응이 안 돼서 돌아가겠다고 하는 거에 대해서는 부단하고 협의를 해서 본인의 의사를 존중했다. Về thực sự Alex mà thành lý hợp đồng không có ảnh hưởng gì với các học trò của tôi. Chúng tôi là một tập thể áp mạnh. Khi có một trường hợp với một hai cầu thủ là chúng tôi cũng không có ảnh hưởng gì hết. Mà Alex cũng có vấn đề và khó khăn về gia đình ở Đức. Nên là tôi cũng gặp Alex mà mấy lần mà tôi cũng động viên mà cuối cùng mà Alex nói là bây giờ không thoải mái được. Nên là khi ra sân tập anh này cũng buồn và thi đấu cũng buồn. Mà khi có một cầu thủ mà buồn là lúc đó là có thể ảnh hưởng rồi. Bây giờ là cũng lần đầu và tôi cũng tôn trọng cái ý kiến của cầu thủ nên là xin phép và thành lý hợp đồng. Nên là bây giờ thời điểm này không phải là cầu thủ của tôi mà tôi cũng hy vọng Alex là có nhiều thành công và về khi về Đức là có cũng xử lý cái vấn đề đấy. Ở cái chiến thắng ngày hôm nay thì bên cạnh yếu tố là các học trò của ông chưa tốt thì ông có nghĩ rằng là cái vấn đề là cũng nằm ở cái đội khách đã chơi không tốt ở trong trận đấu này, ông nghĩ như thế nào về đội chơi của khách? 뭐 어떻게 보면 저희가 이제 너무 전술적으로 좀 잘 됐었고요. 좋은 결과를 이제 나왔는데 선수들이 너무 잘 됐다고 하셨는데 또 이때를 봤을 때 그런 전술을 또 특별히 따로 준비하신 건지 아니면 뭐 어떻게 좀 생각을 하는지. 아니 뭐 따로 준비를 우리가 Viettel을 상대로 해서 우리가 준비를 한 건 항상 우리가 어느 팀이든 우리 호치민의 어느 팀 컬러의 색깔이 분명히 있는데 그걸 우리가 조금 더 살려서 우리 나름대로 호치민의 색깔을 보여주자고 선수들한테 동료를 했는데 상대 Viettel에 대해서는 충분히 선수들이 영상을 통해서 봤고 그 외에 우리 선수들이 오늘 상대보다 한 발 더 움직이고 한 발 더 뛰고 근데 오늘 상대가 오늘 우리한테 3대0으로 졌지만 상당히 좋은 팀이라고 생각하고 있고 그 앞에 했던 그 두 팀보다는 사실은 우리가 플레이를 할 수 있는 정말 상대팀 얘기라서 그렇지만 우리 팀 선수들이 플레이를 잘 할 수 있는 그런 상대적으로 Viettel 팀이었다고 생각합니다. Thì có một cái quả tốt cũng có thể là mỗi người là nói nhiều được nhưng là trước chuẩn bị trận đấu hôm nay tôi cũng xem kỹ lại Viettel ra như thế nào và tôi cũng biết là Viettel đã 3 chuẩn bị, đã 4 chuẩn bị nên là chúng tôi tập trung về thanh quản viên và sân nhạc. Tại vì trước đó sau là tôi cũng nhắc cầu thủ là chưa biết là Viettel đá như thế nào mà sẽ theo dõi về trận đấu. Nhưng mà tôi nghĩ cái chiến thắng của trận đấu hôm nay không phải là chỉ về cái lối chơi hoặc là chúng tôi chuẩn bị kỹ về cái chiến thuật của Viettel, mà tôi nghĩ là cái sự đoàn kết và cái tinh thần của cầu thủ. Tại vì trước ra xem là tôi cũng lo cái trận đấu này, tại vì Viettel là gọi mạnh và có nhiều tuyển thủ quốc gia, kể cả U23 nữa. Nên là tôi cũng mà trước ra xem là sợ, là cũng lo, không phải là sợ, lo mà tôi cũng là tin các học trò của tôi. Mà hôm nay nó đang trong sân các học trò của tôi cho người hâm mộ thành phố, người hâm mộ đó người Nam Thái, tức là một tập thể rất đoàn kết. Mà khi có một đội bóng đoàn kết gặp đội bóng mạnh hay yếu là cũng không vấn đề. Chúng tôi là mình đã bóng đá tốt được và cái lối chơi của thành phố rõ ràng là từ năm ngoái không thua bàn nhiều, mà hôm nay như thế nào mình không có thua bàn, mà mấy trận trước chúng tôi có vấn đề về các vị trí tấn công và hôm nay chúng tôi ghi 3 bàn. Tôi nghĩ là hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị trận sau, nên là vui là chỉ hôm nay thôi. Kết thúc ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị trận người sông Nam Nghĩa.